Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Ai ăn bánh mì không? Ai ăn bánh mì không? Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay các bạn muốn ăn bánh mì cùng với mình không? Có bạn nào thích ăn bánh mì không? Hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình là Thành Hồng nha các bạn. Mình không thích bánh mì một tí nào hết mấy bạn ơi. Các bạn có biết sao không? Bởi vì á, hôm nay á mình hết tiền rồi cho nên mình mới phải ăn bánh mì đó mấy bạn. Chứ thật ra mình đâu có thích bánh mì đâu. Bởi vì là bà Sammy bà lấy hết tiền lương của mình rồi. Bà đi mua quần áo rồi giày dép rồi, bà cho tôi mỗi ngày có một viên kim cương. Bởi vì cho nên tôi phải ăn bánh mì sống qua ngày đó mấy bạn. Thôi không sao, có bánh mì ăn là may rồi. Thôi nói chung ai biểu có người yêu làm gì, có người yêu phải đi giao tiền thôi chứ giờ sao đúng không? Ủa? Khoan từ. Ủa? Chỗ này tự nhiên cái bãi đất trống rồi, có ông ăn xin nào nằm ở giữa đường vậy trời? Khoan. Cái ông ăn xin này sao nhìn quen quen ta? Lại không đi qua, lại ba đi lại. Ai đâu có cái ông này? Ủa? Đây là cây rôn mà. Ủa cây ơi, sao bạn lại ra nông nổi này? Sao mà quần áo rách rưới rồi sau đó là nằm ở giữa đường vậy cây? Ủa? Giọng nè, giọng ai quen quen này? Mình nè, Phong Cận nè. Phong ơi, cho mình tí đồ ăn đi Phong ơi, mình đói quá. Ôi, bạn ngồi dậy đi để mình đỡ bạn dậy nè. Để mình đỡ bạn dậy. Rồi bạn ngồi dậy đi. Trời ơi. Bạn bị sao vậy? Này nè, mình có nửa bánh mì nè, mình cho bạn một ổ nè. Đó, bạn ăn đi. Không rồi. Mình buồn quá. Mấy ngày rồi mới có người quan tâm tới mình luôn á. Bánh mì ngon quá. Ôi, từ từ bình tĩnh. Ăn từ từ thôi, có chừng mắc nghẹn đó. Ủa mà khoan từ, tại sao bạn lại nằm ở giữa đường thế này? Ủa mình nhớ là bạn cũng có nhà cửa mà sao tiên bạn lại nằm ngoài đây? Mình nhìn bạn thê thảm quá vậy. Bạn biết sao không? Sao? Mình bị Simmy đuổi ra ngoài á. Hả? Cái gì? Simmy đuổi bạn ra khỏi nhà? Ủa mà khoan từ, tôi nhớ là bạn với lại Sim là thương nhau lắm mà sao tự nhiên bạn lại bị đuổi ra khỏi nhà? Cái câu chuyện nó dài lắm, mình kể bạn nghe nè. Bữa mình lỡ là mình lấy cái tiền quỹ đen của mình ra để mình đi mua đồ xíu thôi. Nhưng mà tự nhiên bà Sim phát hiện ra, bà đánh mình quá trời luôn. Không nhận vậy ra, bà còn không cho mình một cái đồng bạc nào hết trơn hết á. Nên là bây giờ mình đâu có đồng nào để mình đi mua đồ ăn đâu. Ủa trời ơi, sao mà bạn tơi tạp quá vậy? Simmy đuổi bạn ra khỏi nhà rồi không cho bạn một đồng tiền nào hết. Bởi vậy cho nên bây giờ bạn đi ăn xin luôn hả trời? Nói bạn nghe nè, bận con trai 12 bánh nước khổ lắm bạn ơi. Kiếp mình á là tới đây là thôi xong rồi. Người vợ mình cưới phải vừa vợ á là ba chăn rồi. Đúng rồi đó, mình nói bạn nghe à. Thôi bạn đừng có yêu Simmy nữa hiểu không? Bạn yêu làm gì đó khổ vậy? Đó bây giờ mình nói bạn nghe nè. Hey, tính ra là cái bà Simmy này quá đáng thật sự luôn các bạn. Hey, đâu có giống như Sammy của mình. Dù gì Sammy của mình á biết mình giấu quỷ đen nhưng có bao giờ đuổi mình ra khỏi nhà đâu bạn thấy không? Chỉ có điều là không cho mình ăn gì, cho mình ăn bánh mì hoài thôi. Ê nhưng mà không sao, cái đó nè. Bây giờ mình có cách để giúp bạn rồi. Mình thấy bạn vậy mình sốc quá. Cái gì? Bạn có cách hả? Cái gì? Đây, từ từ bình tĩnh để mình nói bạn nghe nè. Bây giờ bà Simmy á, bà lấy hết tiền lương của bạn đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ giúp cho bạn lấy lại tiền lương của bạn. Trời ơi, tao lao bạn ơi. Hôm bữa mình lấy cái bà có xíu quỷ đen thôi mà bà đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Bây giờ mà mình lấy nữa bà cạo đầu mình luôn đó. Ôi, trời ơi, mình nói bạn nghe nè. Bạn á nha, là bạn lấy trộm quỷ đen làm gì mà bạn lấy trộm lộ liễu quá cho nên bà Sim bà mới phát hiện ra. Còn mình á, mình có cách. Yên tâm, đi theo mình. Let's go. Có chết nè. Đúng rồi, đi theo mình. Rồi, cây theo mình. Vô đây, yên tâm đi. Có mình ở đây, mình bảo kê bạn không sao hết. Ủa bạn đâu rồi? Đi vô đây. Nói nhỏ nhỏ rồi bạn, nói nhỏ nhỏ thôi để mình coi chừng coi. Trời ơi. Bạn thiệt nhát gan ra luôn á. Cái này là tiền lương của bạn mà bạn phải dùng lên chứ. Tại sao bạn nhát gan quá vậy? Đâu, bà Sim bà hay giấu tiền lương của bạn ở chỗ nào? Đâu ở chỗ nào hả? Đây. Mở cái gương này ra. Trời ơi, tiền lương của bạn luôn. Oh my god, cái gì vậy? Sao mà bạn trời cái gì mà bạn có nhiều tiền lương vậy? Ok thôi được rồi, không sao hết. Tiền này là tiền của bạn, lấy hết luôn cho mình. Yên tâm của mình ở đây, lấy đi bạn. Ủa cái gì vậy, bạn có chắc không vậy? Lấy hết đi, lấy đi, đúng rồi, lấy hết luôn cho mình. Đây mình lấy phụ bạn hình nè. Hình như có ai cho tiền thì phải. Sammy. Sammy. Ủa sao bà ở đây? Tôi ở đây, tôi thấy hai người ăn cắp tiền của tôi nè. Trời ơi, nè. Chưa chật. Nè, tôi nói cho bà biết nha, tiền nào là tiền của bà. Đây chính là tiền của anh em bọn tôi. Bọn tôi làm cực khổ nguyên một tháng trời mới có tiền lương. Vậy mà mấy bà với Simmy á lấy hết tiền lương của anh em bọn tôi. Tôi thì tôi không nói đi, chứ còn Kairon, bà nhìn Kairon đi. Trời ơi, Kairon bây giờ á tàn tạ tơi tả thế này nè. Bà không thấy thương hả? Nhưng mà vấn đề là ông không nghe sao? Tiền của mấy người
rồi, cũng là tiền của tôi, tiền của tôi cũng là tiền của tôi, chứ bây giờ nghe hả? À, vậy luôn hả? Thiệt luôn á, bà quá đáng y hệt như trai em trong chuyện Doraemon luôn á. Thôi, tôi không có nói nhiều, từ nay anh em bọn tôi sẽ dùng lên, bọn tôi sẽ không sợ gọi là mấy bà con gái của mấy bà nữa. Không sợ, không sợ, không sợ. Vậy luôn á hả? Đó, thấy không? Mình đã nói rồi mà, anh em chúng ta phải dùng lên, không có sợ mấy bà nữa, hiểu không? Đúng, chính xác, bạn nói chứ có chuẩn. Nhưng mà đau không? Hơi đau đau một xíu nhưng mà không sao. Dù gì á thì mình với bạn cũng đã can đảm dùng lên rồi. Mặc dù á là mình bị bà Sam đấm gọi là tím con mắt với lại chảy máu mũi nhưng mà không sao. Bây giờ á mình với bạn nhìn cũng không khác gì nhau lắm ha Kai ha. Hai đứa mình giờ ra đường hết trơn rồi. Không, khác chứ, khác khác. Mình thì ít nhất không bị đấm, còn bạn á thì con mắt của bạn cũng bầm rồi đó. Cũng coi chừng nha. Thôi không sao không sao, trời ơi, bầm mắt xíu có gì đâu. Nói chung á là bây giờ anh em mình á nghèo như nhau rồi, cho nên bây giờ nghèo như nhau rồi. Bọn mình sẽ phải tìm cách nào đó để lấy lại tiền lương của bọn mình, thì lúc đó bọn mình mới giàu lên lại được. Lúc đó hai đứa mình nó đi ra ngoài ở riêng luôn, không thèm gọi là chơi chung với hai bà nữa, hiểu không? Đúng, chính xác. Rồi mình được rồi, nghĩ ra một cái kế hoạch gì đó. Mình mới vừa nghĩ được một ý này rất là hay Kai à. Được rồi, bây giờ bạn hãy đi theo mình, chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại tiền lương của chúng ta. Đi rồi. Bây giờ mình sẽ đứng đây canh. À, bây giờ hai cái ông nội phong cần mà Kai Ron dám tới đây lấy tiền lương của em mình á. Trời ơi, chém. Trời ơi, mình mai ra, trời ơi, mình bắn cho cá. Ôi, trời ơi, sao bà này bà hung dữ dữ rồi trời. Ghê quá à. Ê Phong ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Bà Sammy bà hung dữ, bà cầm nguyên cái máy cưa kìa. Yên tâm đi, có mình ở đây mà bạn lo gì. Để mình xem coi. Rồi, mình có cách này hay lắm nè. Bây giờ á, bạn xuống đây, bạn xuống đây. Hey, mình nói bạn nghe nè, mình đã có cách này rồi. Bây giờ nha, mình sẽ hóa trang cho bạn. Ok, bạn đứng im nha. Ok, hóa trang, hóa trang, hóa trang. Ủa gì? Ủa gì? Rồi, ok, xong rồi đó Kai ơi. Ủa, cái gì? Mình biến thành cái bánh kem thiệt luôn hả? Ê, mình biến thành bánh kem vậy rồi giờ sao đây? Hey, mình nói bạn nghe nè, bây giờ mình đã biến bạn thành cái bánh kem rồi, cho nên á, bạn sẽ dễ dàng lẻn vào trong nhà, sau đó lấy hết kim cương rồi hai đứa mình sẽ bỏ trốn, hiểu không? Ờ, đúng, tính là đơn giản. Phát nhờ. Đơn chỉ cần mà. Bây giờ á mình thầm lặng đi vô trong là mình lấy tiền là xong. Đúng rồi. Ok, từ từ để coi coi bà Sam bà đi đâu rồi nè. Từ từ. Ui bà vẫn còn ở đây. Bà vẫn còn ở đây. Lâu quá ta. Ủa sao tự nhiên bụng kêu rột rột vậy? Đói bụng quá. Chắc bây giờ phải vô bếp thôi. Để xem coi bếp có gì ăn nè. Bà đi vô bếp rồi. Hành động nhanh. Ok. Được rồi, bây giờ. Ok, vô đi. Ok rồi, bây giờ mình đứng ngoài đây mình canh nha, mình đứng ngoài đây mình canh nha. Ok. Rồi, lấy tiền kim cương của mình. Yeah. Ủa, sao lại có cái bánh kem đây vậy? Phong ơi, phải làm sao đi Phong ơi? Ơi, chết rồi bạn ơi, Kai Ron bị phát hiện rồi. Kai ơi, bạn đứng im nha, bạn đừng cử động nha, bạn mà cử động là bà phát hiện liền á, đứng im nha. Tự nhiên đang đói có cái bánh kem đây, ngon quá. Đừng có ăn tôi, đừng có ăn tôi. Kai ơi. Chạy đi Kai, chạy đi. Sammy này thiệt bả hung dữ đáng sợ thật sự luôn bạn. Kai Ron biến thành cái bánh kem vậy mà bả cũng gọi là lấy cái máy cưa bả cưa được. Hey, bây giờ phải làm sao đây ta? Hóa trang cũng không được. Bây giờ làm cách nào để có thể lấy lại được tiền đây? Mình có cách rồi. Xin giới thiệu với mọi người. Tôi chính là Phong Cận TV đầu gấu. Đó, mấy bạn thấy mình ngầu quá mấy bạn. Trời ơi, nhìn ngầu hay ngầu. Ủa mà Kai ơi, sao nhìn bạn không ngầu thế nào vậy? Nhìn ngầu mà, chỉ có phía sau thì nó hơi gấp một xíu thôi, nhưng mà phía trước vẫn ngầu yên tâm. Ủa, trời ơi, đúng rồi ha, tính ra là Kai Ron nó kiếm đâu ra cái bộ áo vest này vậy. Ủa, đừng có nói là bạn lụm ngoài thùng rác á nha. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, hèn gì cái bộ áo vest gì đâu mà nó bị rách rưới tùm lum la. Thôi không sao cả, mấy bạn có biết mình với Kai Ron đang làm gì không? Xin giới thiệu với bạn, bọn mình chính là những đầu gấu. Đó, bây giờ bọn mình nó biến thành những kẻ bắt nạt, những đầu gấu hung dữ. Và bây giờ nha, bọn mình á sẽ vô trong nhà của Sim, bọn mình sẽ bắt nạt bà Sam, bọn mình sẽ hù quả, hiểu không? Mình kiểu nói là bây giờ đưa kim cương đi không? Đó, Sammy là con gái cho nên chắc chắn là Sammy sẽ sợ mình và sau đó sẽ đưa hết kim cương cho bọn mình. Yeah. Hợp lý không Kai? Quá hợp lý bạn ơi, kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch quá hoàn hảo luôn. Được rồi, đi theo mình. Let's go. Được rồi,
Cây ơi, bây giờ anh em mình phải ngầu vô hiểu không? Ngầu vô thì bà Sam mới sợ. Đây, để mình nói cái giọng ngầu ngầu cho bạn nghe nè. À, là giọng hù á. Nghe nghe sợ, nghe giọng sợ. Giọng mình đủ ngầu chưa? Giọng mình đủ ngầu chưa? Ngầu, ngầu, hợp lý. Đúng rồi, quá phải ngầu vậy nha. Ok, đó. Để mình mở cửa ra, mở cửa ra. Có ai nhà không? Đang ngủ mà phá người ta vậy? Sao tôi nghe giọng bà tôi cũng hơi sợ cây ơi. Mở cửa ra coi. Ai ơi, cứng lên, mày, cứng lên. Ai vậy? Ai là ai hả? Hai anh là ai vậy? Từ quá thằng nhóc. Ơ cái gì thằng nhóc? Tính ra Sammy là nữ rồi bạn. Ê, nhỏ nhóc. Ờ đúng rồi, nhỏ nhóc, đúng rồi. Nè, em gái, xin tự giới thiệu với em gái. Hai bọn anh chính là giang hồ. Đó, bọn anh đến đây để thu tiền bảo kê. Đúng không? Anh thấy là nhà của cô em hình như là bán bánh kẹo gì nè đó, cho nên là bọn anh đến đây thu tiền bảo kê. Có tiền không? Đó, tiền mà thu tiền bảo kê. Trước giờ làng tôi sống có ai thu tiền bảo kê đâu. Tự nhiên hai người đâu ra nhận vơ vậy? Thôi đi. Ủa, trước không có nhưng mà bây giờ có được không? Bây giờ nói thẳng nè, có đưa tiền không? Có đưa tiền hả? Đúng rồi, lấy súng ra, đúng rồi. Có đưa tiền không? Hả? Nè, đừng có nói vậy nha, đừng có xúc phạm nha. Mấy anh không có cướp, mấy anh đến để thu tiền bảo kê. Không, không, đưa tiền đây. Cô em không chịu hợp tác, ok. Trời ơi, ghéo hả? Chốt lại. Đứng lại. Trời ơi, khóa cửa luôn rồi. Trời, thiệt luôn á, tức ghê á. Bắn cửa, cây bắn cái cửa. Mở cửa ra. Trời ơi, hết đạn luôn rồi mà không phá được cái cửa. Cây thiệt. Không sao, yên tâm, có mình đây. Mình có chuẩn bị một cái quả bom đây để mình lắp vô cái cửa nè. Rồi cài đặt 5 giây. Ok, tít 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 nổ bom. Wow. Ok, đi vô cây ơi. Đi vô. Ê sợ quá cái cửa. Quê em gái, em gái quậy mặt ra đây. Vô được chứ sao không? Anh nói cô gái biết nè, bây giờ á mấy anh không nói nhiều lời hiểu không? Có tiền rồi đưa đây, không thôi là mấy anh phá luôn cái nhà này luôn. Biết rồi anh ơi, bình tĩnh anh, bình tĩnh nghe em nói anh ơi, để em lấy tiền liền. Trời sợ quá. Nhanh. Cái sợ kìa. Sắp cái tiền rồi. Dễ. Chờ em xíu. Lấy tiền nhanh lên. Lấy tiền nhanh lên cái bà già kìa. Cái gì? Người em gọi ta là bà già. Trời ơi, chạy đi cây ơi, chạy nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi, cái này là một bài học đó cây ơi. Đừng bao giờ chơi con gái già hiểu không? Trời ơi, là trời, người ta mình nhớ người ta là con gái mà kêu là già. Xin lỗi, bọn tôi không dám chơi bạn già. Bạn là cô gái xinh đẹp. Xin lỗi. Chạy đi cây ơi. Hiểu rồi. Cai ơi, bây giờ sao đi Cai? Trời ơi, bà cảnh báo mình như vậy luôn rồi đó. Là chưa kể là ông nhìn nè, bà còn lắp nguyên cái cửa bằng sắt luôn. Bây giờ là khỏi vô luôn Cai ơi. Chơi gì mà chơi chắc cớp với vợ. Nguyên một cái cửa sắt luôn nè. Bây giờ sao đây? Chẳng lẽ anh đem bọn tôi phải trở thành ăn xin suốt đời hả mấy bạn ơi? Rồi tiền đâu mà tôi mua thuốc tôi bôi lên con mắt tím của tôi đây? Tôi sẽ không còn đẹp trai nữa, mấy bạn fan sẽ không còn thích tôi nữa, và sau đó là unsub, không bao giờ xem video tôi nữa. Buồn quá. Giờ sao đây? Khoan, từ từ, nhớ rồi. Tại sao mình lại không sử dụng cái cách này ta? Ui, cay, tôi có một cách này rất là hay. Tôi nhớ rồi. Cái gì? Cách đó chính là... Ủa, tự nhiên bạn đưa cho mình cái sạn với là cây cúp để làm gì vậy Phong? Tất nhiên là tôi đưa cho ông cái sạn với cây cúp là để bọn mình đào đường hầm bí mật chui vô nhà chứ làm gì nữa. Trời ơi, cách này cũng nghĩ ra được. Đúng rồi. Thông minh. Bây giờ nè, tôi nói ông nghe là nha, bả khóa cửa đúng không? Bả làm cái cửa bằng sắt đúng không? Thì mình không vô nhà được. Thì bây giờ mình chỉ cần đào đường hầm bí mật, mình vô cái chỗ cái rương là mình lấy đồ thôi. Đó, lấy. Trời ơi, bạn thông minh quá vậy. Hợp lý bạn ơi. Mấy cái ông mà đeo kính á thường rất nguy hiểm. Bộ bạn chưa nghe câu đó bao giờ sao? Được rồi. Con này tránh ra chỗ khác coi. Con này đứng ngay hóng chuyện nè. Trời ơi trời. Ok được rồi. Bây giờ á, bạn phải phụ mình đào cái hố, hiểu không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đào cái hố từ đâu vậy ta cho nó an toàn đây. Được rồi. Bây giờ á, chúng ta sẽ đào một cái hố từ bên cái ngọn núi bên kia qua tới bên nhà của Sam luôn, được không? Được, đi đó bạn ơi. Nhưng mà khoan, từ từ, trước tiên là mình phải xem coi là cái rương nó nằm ở chỗ nào đã, chứ mình sẽ đào ở gần đây trước. Ok, bạn phụ mình nè, đào xuống. Đây, ok, để mình đào cho. Ok, đào xuống. Rồi, tâm tâm này thôi, đào sâu quá vậy. Tâm này thôi.
rồi. Ok, đào quá. Phụ Minh. Đây, đào. Đó, bây giờ bọn mình chỉ cần đào, sau đó là đi vô trong nhà, hiểu không? Là mình thấy cái rương là được, hiểu không? Đào. Đó, ok, chúc đào anh đào. Mình thấy đi sâu lắm rồi đó bạn ơi, đi sâu lắm rồi đó. Ui, cái gỗ nhà mình nè, cái gỗ nhà mình nè. Đào. Đây để mình. Ok, đập ra cái. Hey, ủa sao còn một lớp vậy? Ủa, đập thêm lớp nữa. Lấy kim cương. Ê, đạo lao, đừng có lấy. Bạn bây giờ bạn mà mở cái rương ra là nó phát ra tiếng động, là bà Sam mà phát hiện liền, hiểu không? Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình đã nói là những người đeo kính thường rất nguy hiểm mà. Mình đã có cách. Xem mình đây. Rồi, xong. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong một cái đường hầm bí mật vô cùng hấp dẫn. Ủa Vông ơi, mà cái này để làm gì vậy? Bạn không biết là cũng phải thôi. Bởi vì á, đây chính là một cái cỗ máy mà mình mới vừa chế tạo ra. Từ nay anh em mình giàu to rồi, bạn coi nè nha. Cái máy này của mình á, là khi mà ai đó bỏ kim cương vào cái rương này nè, thì ngay lập tức kim cương sẽ được di chuyển xuống dưới đây. Và sau đó nó sẽ trôi qua bên đây, nó xuống dưới cái hố này. Và sau đó là nó sẽ đi qua bên ngọn núi bên kia, và bọn mình sẽ có được kim cương, hiểu không? Trời ơi, sao thông minh quá vậy? Mình tính mà cái này là mình không cần làm gì luôn á, không cần đụng tay đụng chân luôn, đã quá. Đúng rồi, mình không cần làm gì hết mà mình vẫn sẽ có được tiền lương của bọn mình. Được rồi, bây giờ tôi với bạn đi qua bên ngọn núi đi, rồi sau đó xem kết quả nè. Đi theo tôi. Đi. Thôi chưa, đứng đây mà hai ông nội kia không thấy đâu. Chắc là sợ rồi chứ gì. Mình quá là mạnh mà. Thôi bây giờ bỏ kim cương vào rương không sợ gì hết trơn. Trời ơi. Đó, xong. Phong ơi, liệu nó có thành công không vậy? Mình lo quá à. Trời ơi, bạn yên tâm đi. Một khi mình đã chế tạo cái máy này rồi thì chắc chắn là thành công. Yeah. Bạn phải tin mình một tí nữa nha, là kim cương sẽ rơi từ trong cái hang động này ra cho mình đó. Bây giờ bạn coi mình rồi nha. 1, 2, 3, kim cương xuất hiện. Đấy, nhìn nè, đó, thấy không? Kìa. Trời, kim cương thiệt nè. Hay quá bạn ơi. Thấy chưa, mình đã nói rồi mà. Cái máy này á, nó sẽ di chuyển kim cương từ cái rương của Sim vào cái ngọn núi này. Và bây giờ anh em mình từ nay chỉ cần qua bên ngọn núi này và đứng vào đây lấy kim cương là xong. Trời ơi. Yeah. Kỳ này anh em mình giàu rồi bạn ơi. Đúng thật là hầm bí mật của Phong Cận chế tạo là chỉ có là số danh thôi. Trời ơi, mày thấy mình thông minh không? Thông minh quá. Trời ơi, khoa học đúng là nhà tiến sĩ số 1 thế giới. Trời ơi, mình đã nói rồi, mấy ông đeo kính thường rất nguy hiểm. Mà bây giờ bọn mình phải tiêu cái tiền này thế nào vậy cây? Trước tiên là bọn mình phải mua cho bọn mình những cái bộ đồ LV Gucci nè. Yeah. Đó, mua thêm mấy đôi Jordan mang vô nè. Rồi sau đó bọn mình đi ăn. Trời ơi, đi ăn cua hoàng đế, đi ăn tôm hùm Alaska. Tiền mình. Trời ơi, tiền của bạn, nhưng mà bạn nhớ lại đi. Bà Simmy á, trước đây bà giữ hết tiền của bạn rồi, bây giờ bạn có tiền rồi bạn phải tiêu chứ. Đúng rồi, phải tiêu. Đi rồi. Rồi, lấy lụm đi bạn, lụm đi. Đó, lụm. Rồi, ok bạn ơi, và trong video này mình đã xây được một cái hầm bí mật vô cùng thú vị, đó chính là cái hầm bí mật để bọn mình có thể lấy được quỷ đen của bọn mình, lấy hết kim cương, lấy lại tiền lương của bọn mình các bạn ạ. Đấy, thì các bạn có thấy cái máy này hay hay không? Hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn từ bây giờ á, Phong với Kyron là giàu rồi nha các bạn. Không còn sợ bà Sim với bà Sam nữa. Còn video này mình nghĩ đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy comment kênh YouTube của Kyron và Sammy đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Có gì thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Còn bây giờ bọn mình lấy tiền đây. Kai ơi, Kai. Hình như là tôi mới thấy ai á, phải không? Người này quen lắm. Phong Cận Tiên. Chạy Kai ơi, Trời đất ơi, xây cái bẫy vậy mà cũng bị phát hiện nữa là sao vậy trời? Tính ra cái này hoàn hảo vậy mà cũng bị phát hiện nữa. Chạy đi Kai ơi, trời ơi.